Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Thì trong video hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các em một đề thi, dạng đề thi học kỳ 2 của môn toán lớp 3. Thì đề thi này tôi đã sưu tập được ở trên mạng. Mục đích tôi chia sẻ đề thi này là giúp các em rèn luyện, củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 môn toán lớp 3. Đây chỉ là đề thi mang tính chất tham khảo. Vì vậy các em cần phải hết sức lưu ý, chỉ tham khảo để củng cố thêm kiến thức cho kỳ thi học kỳ 2 môn toán lớp 3 sắp tới. Thì đề thi này có hai phần. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm, phần thứ hai là phần tự luận. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm phần trắc nghiệm câu 1. Câu 1 của phần trắc nghiệm có nội dung như sau: số lớn nhất trong các số 51.110, 51.001, 51.011 là A 51.110, B 51.011 và C 51.001. Thì ở đây, để tìm ra số lớn nhất trong ba số mà bài toán cho thì chúng ta cần phải so sánh ba số đó với nhau. Thì đầu tiên chúng ta cần phải đếm xem mỗi số có bao nhiêu chữ số. Thì ở đây ba số mà bài toán cho đều có tất cả là 5 chữ số. Do đó, để so sánh được thì chúng ta cần phải so sánh từng chữ số 1 của ba số theo thứ tự từ trái sang phải. Thì số thứ nhất có chữ số đầu tiên kể từ trái sang phải là chữ số 5. Số thứ hai có chữ số đầu tiên kể từ trái sang phải cũng là chữ số 5. Số thứ 3 có chữ số đầu tiên kể từ trái sang phải cũng là chữ số 5. Như vậy, 3 số đều có chữ số đầu tiên kể từ trái sang phải là chữ số 5. Do đó chúng ta cần phải tiếp tục so sánh chữ số thứ 2 của 3 số kể từ trái sang phải. Thì chữ số thứ 2 của số thứ nhất kể từ trái sang phải là chữ số 1. Chữ số thứ hai của số thứ hai kể từ trái sang phải cũng là chữ số 1. Chữ số thứ hai của số thứ ba kể từ trái sang phải cũng là chữ số 1. Như vậy, ba số có chữ số thứ hai kể từ trái sang phải bằng nhau và là bằng 1. Do đó chúng ta cần phải tiếp tục so sánh chữ số thứ ba của ba số kể từ trái sang phải. Thì số đầu tiên có chữ số thứ ba kể từ trái sang phải là 1. Số thứ hai có chữ số thứ ba kể từ trái sang phải là 0. Số thứ ba có chữ số thứ ba kể từ trái sang phải là 0. Ở đây chúng ta có số thứ nhất có chữ số thứ ba kể từ trái sang phải là 1, số thứ hai có chữ số thứ ba kể từ trái sang phải là 0 và số thứ ba có chữ số thứ ba kể từ trái sang phải là 0. Thì ở đây chúng ta có ba số 1, 0 và 0. Thì ba số 1, 0 và 0, số 1 là số lớn nhất, cho nên số lớn nhất trong ba số mà bài toán cho là số 51.110. Do đó chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án A. Đáp án A là đáp án đúng. Tiếp theo, chúng ta làm câu 2. Câu 2 có nội dung như sau. Số liền sau của số 65.739 là A 65.738, B 65.740 và C 65.741. Thì muốn tìm số liền trước của một số
chúng ta sẽ lấy số đó trừ đi một đơn vị. Còn muốn tìm số liền sau của một số, chúng ta sẽ lấy số đó cộng thêm một đơn vị, cộng thêm một đơn vị. Và cụ thể đây là chúng ta muốn tìm số liền sau của số 65.739 thì chúng ta sẽ lấy số này cộng thêm một đơn vị là chúng ta sẽ tìm được số liền sau. Thì 65.739 cộng 1 chúng ta sẽ được kết quả là 65.740. Thì số liền sau của số 65.739 là số 65.740. Sau đó chúng ta sẽ chọn đáp án B, 65.740. Tiếp tục chúng ta làm câu 3. Tiếp theo chúng ta làm câu 3. Câu 3, 9m 8cm bằng bao nhiêu cm? Số thích hợp vào chỗ chấm là A 908, B 980 và C 809. Thì ở đây muốn biết đáp án nào là đáp án đúng, chúng ta cần phải đổi 9m 8cm bằng bao nhiêu cm. Ở đây đơn vị cuối cùng chúng ta đổi ra là cm, do đó 8cm chúng ta giữ nguyên. Chúng ta đổi 9m bằng bao nhiêu cm, sau đó chúng ta cộng với 8. Thì ở đây 9m chúng ta đổi ra cm như sau. 1m thì bằng 100cm. Như vậy 9m sẽ bằng 100 nhân với 9 và bằng 900cm. Như vậy 9m 8cm. Chúng ta chỉ việc lấy 900 cộng với 8. 900 cộng với 8 chúng ta được kết quả là 908 và đơn vị là cm. Như vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là số 908. 908 chính là đáp án A. Tiếp theo chúng ta làm bài 4. Bài 4 có nội dung như sau: 2 giờ bằng bao nhiêu phút? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là A 60 phút, B 110 phút và C là 120 phút. Thì muốn biết 2 giờ bằng bao nhiêu phút, chúng ta sẽ đổi như sau: 1 giờ bằng 60 phút. Như vậy 2 giờ sẽ bằng 2 giờ sẽ bằng 60 phút nhân với 2. Thì 60 phút nhân với 2, 60 nhân với 2 chúng ta được kết quả là 120. Như vậy 2 giờ chúng ta đổi ra phút bằng 120, 20 phút. 2 giờ bằng 120 phút cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo chúng ta sang phần tự luận. Bài 1 của phần tự luận là đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 14.754 cộng với 23.680. Thì ở đây chúng ta cộng lần lượt các chữ số của hai số hạng theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta có 4 cộng với 0 bằng 4. Viết 4. Tiếp theo chúng ta có 5 cộng 8 bằng 13. Viết 3. Nhớ 1. Tiếp tục chúng ta có 7 cộng 6 bằng 13. Thêm 1 là 14. Viết 4. Nhớ 1. Tiếp tục chúng ta có 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Cuối cùng chúng ta có 1 cộng 2 bằng 3.
Như vậy 14.754 cộng với 23.680, chúng ta được kết quả là 38.434. Tiếp theo, chúng ta thực hiện phép tính 15.840 trừ đi 8.795. Thì ở đây chúng ta cũng thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta lấy 0 trừ 5, nhưng vì 0 bé hơn 5 không trừ được, cho nên chúng ta cần phải mượn 10. Chúng ta có 10 trừ 5 bằng 5. Viết 5 nhớ 1. Sau đó chúng ta lấy 9 cộng 1 bằng 10. Và lấy 4. Và lấy 4 trừ 10. Nhưng vì 4 bé hơn 10 không trừ được, cho nên chúng ta cần phải mượn 10. Và chúng ta lấy 14 trừ 10 bằng 4. Tiếp tục viết 4 nhớ 1. Tiếp theo chúng ta lấy 7 cộng 1 bằng 8. Và lấy 8 trừ 8 bằng 0. Tiếp tục chúng ta lấy 5 trừ 8, nhưng vì 5 bé hơn 8 không trừ được, cho nên chúng ta mượn 10 và lấy 15 trừ 8 bằng 7. Chúng ta viết 7 nhớ 1. Và cuối cùng chúng ta lấy 1, do nhớ 1 cho nên chúng ta sẽ có 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy 15.840 trừ đi 8.795 bằng 7.045. Chúng ta thực hiện phép tính thứ ba của bài tập số 1 là 12.936 nhân với 3. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy 3 nhân với lần lượt các chữ số của số 12.936 theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 3 nhân 6 bằng 18. Viết 8 nhớ 1. Tiếp theo lấy 3 nhân 3 bằng 9. Thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Tiếp tục chúng ta lấy 3 nhân 9 bằng 27. Thêm 1 là 28, viết 8 nhớ 2. Tiếp tục chúng ta có 3 nhân 2 bằng 6. Thêm 2 là 8, viết 8. Và cuối cùng chúng ta có 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. Như vậy 12.936 nhân với 3, chúng ta được kết quả là 38.808. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính 45.678 chia cho 3. Thì ở đây chúng ta đặt tính và thực hiện phép chia như sau. Số chia là 3, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia. Đầu tiên chúng ta chọn 4. Chúng ta lấy 4 chia cho 3, chúng ta được 1 lần. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 3, thì 1 nhân 3 bằng 3. Và lấy 4 trừ 3 bằng 1. Tiếp tục chúng ta hạ 5 xuống. Bây giờ chúng ta có số 15. Chúng ta lấy 15 chia cho 3, thì chúng ta sẽ được 5 lần. Sau đó lấy 5 nhân ngược lên với số chia là 3, thì 5 nhân 3 bằng 15. Và lấy 15 trừ 15 bằng 0. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ 6 xuống. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 6 chia cho 3, chúng ta được 2 lần. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 3, thì 2 nhân 3 bằng 6. Và lấy 6 trừ 6 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 7 xuống. Chúng ta lấy 7 chia cho 3, thì 7 chia cho 3, chúng ta được 2 lần. Chúng ta không thể lấy bằng 3, bởi vì 3 nhân 3 bằng 9, 9 lớn hơn 7 không được. Do đó 7 chia cho 3, chúng ta chỉ có thể lấy giá trị lớn nhất là 2. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 3, thì 2 nhân 3 bằng 6.
và lấy 7 chia 6 bằng 1. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ 8 xuống. Bây giờ chúng ta có số 18 và chúng ta lấy 18 chia cho 3 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 6. Sau đó lấy 6 nhân ngược lên với số chia là 3 thì 6 nhân 3 bằng 18. Và 18 trừ 18 bằng 0. Như vậy 45.678 chia cho 3, chúng ta được kết quả cuối cùng là 15.226. Tiếp theo, chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Một hình chữ nhật có chiều dài là 24 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. Chúng ta biết diện tích của hình chữ nhật được tính bằng, chúng ta lấy số đo của chiều dài nhân với số đo của chiều rộng. Thì ở đây chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Ở đây bài toán cho chúng ta chiều dài bằng 24 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Như vậy đầu tiên chúng ta cần phải tính chiều rộng của hình chữ nhật bằng bao nhiêu. Chúng ta có chiều rộng của hình chữ nhật là 1/3 chiều dài. Cho nên chúng ta muốn tính chiều rộng, chúng ta sẽ lấy số đo của chiều dài là 24. Chúng ta chia cho 3 thì 24 chia cho 3 bằng 8. Đơn vị đo của chiều dài là cm, cho nên đơn vị đo của chiều rộng cũng là cm. Bây giờ chúng ta có chiều dài bằng 24 cm, chiều rộng là 8 cm. Vì vậy chúng ta sẽ tính được diện tích của hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật là, chúng ta lấy chiều dài là 24 nhân với chiều rộng là 8, thì chúng ta có 8 nhân với 4 bằng 32, viết 2 như 3, 8 nhân 2 bằng 16, thêm 3 là 19. Như vậy 24 nhân với 8 bằng 192. Đơn vị của chiều dài chiều rộng là cm, cho nên đơn vị của diện tích hình chữ nhật sẽ là cm vuông. Như vậy, diện tích của hình chữ nhật là 24 nhân với 8 bằng 192 cm vuông. Ở đây chúng ta có đáp số. Tiếp theo, chúng ta làm bài 3. Bài 3 có nội dung như sau. Tính giá trị của biểu thức. Câu A, người ta cho chúng ta biểu thức 321 cộng với 4 nhân với 7. Thì ở đây, chúng ta có nhận xét biểu thức có phép cộng và phép nhân, không có dấu ngoặc. Cho nên để thực hiện việc tính giá trị của biểu thức này, chúng ta sẽ ưu tiên thực hiện phép nhân trước, sau đó mới thực hiện phép cộng sau. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 321
chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép nhân trước, tức là chúng ta lấy 7 nhân 4 bằng 28. Sau đó được kết quả là 28, chúng ta mới lấy 321 cộng với 28. Thì 321 cộng với 28 chúng ta sẽ được kết quả là 349. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng nhẩm 21 cộng với 28 bằng 49. Do đó 321 cộng với 28 sẽ bằng 349. Tiếp tục chúng ta sẽ làm câu B. Tiếp theo chúng ta làm câu B. Thì câu B người ta cho chúng ta biểu thức như sau: 2572 trừ đi mở ngoặc 232 cộng với 340 đóng ngoặc. Thì biểu thức này có dấu ngoặc, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước. Tức là 2572 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép cộng 232 cộng với 340 trước. Thì 232 cộng với 340 chúng ta được kết quả là 500 572. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính 2572 trừ đi 572. Thì ở đây chúng ta có 2572 trừ đi 572, chúng ta sẽ trừ như sau: 572 trừ 572 bằng 0. Như vậy kết quả còn lại của chúng ta sẽ còn lại là 2000. Như vậy 2572 trừ 572 sẽ bằng 2000. Thì chúng ta làm xong bài tập số 3. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau: nhà trường mua 150 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này được đem chia đều cho các bạn và mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu? Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh? Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Số bánh nhà trường mua là 150 nhân với 4. 150 hộp mà mỗi hộp có 4 cái. Như vậy 150 hộp sẽ có 150 nhân với 4 cái bánh. Thì 150 nhân với 4 chúng ta được kết quả là 600. Như vậy số bánh nhà trường đã mua là 600 cái bánh. Số bánh này, tức là 600 cái bánh này, người ta chia đều cho các bạn và mỗi bạn được 2 cái bánh. Mỗi bạn được 2 cái bánh, như vậy 600 cái bánh thì sẽ chia được cho bao nhiêu bạn? Chúng ta sẽ có số bạn nhận được bánh là 600 cái mà chia cho mỗi bạn 2 cái, thì 600 chia 2 chúng ta được kết quả là 300. Như vậy số bạn nhận được bánh sẽ là 300 bạn. Ở đây chúng ta có đáp số là 300 bạn. Thì như vậy bài toán số 4 đã khép lại đề thi hôm nay. Thì cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.